bạn đây, đẹp chưa? Nó đẹp tuyệt vời. Cây này là thực ra nếu mà cái số số tuổi của mình với lại cái số tuổi của cây này thì nó cũng gần gần bằng nhau đấy. Khủng khiếp chưa? Sao cho bạn nhìn thấy được cái vẻ đẹp của nó đó. Cây này ban đêm thơm lắm, thơm lắm. Đây, tôi leo lên cho các bạn xem. Hy sinh. Đẹp lắm này, dòm dòm lên cho bạn coi này. Đẹp tuyệt vời luôn. Mỹ dung dã hương. Ban đêm mà nó mây mây thơm. Đẹp chưa? Năm nay là được 1 cành, 2 cành, 3 cành, 4 cành, 5 cành. Tổng cộng là 5 cành nha các bạn, 5 nhánh hoa mọc ra. Đây. Mình sẽ trích xuất cái cây này ra để tặng cho các bạn. Nào có nhu cầu like, share, đăng ký kênh nha các bạn. Loại này thì rất là rẻ tiền. Nhưng mà được cái là ban ngày nó không thơm à, ban đêm mà ra thì thôi chứ. Cảm như là nó không biết thu hút cái con gì ban đêm ấy. Rơi à. Đẹp, số tuổi đời bên cạnh là cái cây cũng nói chung là cái tuổi đời là cũng cũng phải đếm hết đầu ngón tay đấy. Bụi to tổ vướng luôn. Đây, còn cây bên cạnh này các bạn thấy rồi, ác chiến chưa? Ác chiến chưa? Ai có nhu cầu thì liên hệ ngay chưa? Đẹp chưa? Tuyệt vời.